Mới đây, giới chức địa phương cho biết, ông Luke Ledlow, một hạ nghị sĩ đắc cử của Louisiana đã tử vong do COVID-19, trở thành thành viên đầu tiên của Quốc hội Mỹ qua đời vì dịch bệnh. Theo đó, hạ nghị sĩ đắc cử của Đảng Cộng Hòa, ông Luke Ledlow, 41 tuổi, được bầu là đại diện khu vực Quốc hội số 5 của Louisiana trong cuộc bầu cử hồi tháng 12 và dự kiến tuyên thệ nhậm chức vào ngày 3 tháng 1 tới đã qua đời vì COVID-19. Ông được thông báo có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19 vào ngày 18 tháng 12 vừa qua và nhập viện vào 3 ngày sau đó. Thống đốc bang Louisiana John Bel Edwards thông báo trên Twitter rằng ông chia buồn với gia đình của nghị sĩ đắc cử Luke Letlaw khi ông qua đời sau khi chống chọi với COVID-19. Thống đốc Gavin Newsom của bang California, Mỹ xác nhận bang này đã ghi nhận ca đầu tiên nhiễm biến thể B117 của virus SARS-CoV-2 chủng mới từ anh một ngày sau khi bang Colorado phát hiện ca đầu tiên. Ngày 31 tháng 12, ông Newsom trong cuộc họp trực tuyến với nhà dịch tễ học Anthony Fauci cho biết, ca nhiễm đặc biệt này được phát hiện tại Nam California vào ngày 30 tháng 12. Tuy nhiên, ông không cung cấp thêm thông tin về bệnh nhân này. Trường hợp ở California được phát hiện trong bối cảnh bang này đang chìm trong cuộc khủng hoảng COVID-19, với số ca tử vong cao kỷ lục. Biến thể mới ở Anh cũng được ghi nhận ở nhiều nước như Canada, Úc, Ấn Độ, Nhật Bản, Hàn Quốc. Các chuyên gia cho rằng vắc xin ngừa Covid-19 hiện tại vẫn hiệu quả đối với biến thể mới. Ngày 30 tháng 12, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc NSC cho biết, nước này sẽ siết chặt các biện pháp kiểm soát dịch Covid-19 trong dịp nghỉ lễ năm mới và Tết Nguyên đán. Theo thông báo của NSC, Trung Quốc đang đối mặt với nguy cơ lây nhiễm Covid-19 ngày càng cao với 104 ca lây nhiễm mới trong cộng đồng chỉ riêng trong tháng 12, tăng 76,3% so với tháng 11. Cơ quan này cảnh báo nguy cơ lây nhiễm sẽ tăng nhanh trong dịp nghỉ lễ do người dân gặp mặt về quê xung họp gia đình và ra nước ngoài. Dự kiến lực lượng đặc trách chống COVID-19 của Quốc vụ Viện Trung Quốc sẽ thanh tra công tác chống dịch tại địa phương vào tháng 1 năm 2021. Theo NSC, những người vi phạm các quy định phòng dịch COVID-19 khiến dịch bệnh lây lan sẽ bị xử phạt. Cơ quan Sinh học và Y học Liên bang Nga vừa thông báo đang phát triển một loại thuốc chữa COVID-19. Nếu như các thử nghiệm lâm sàng thành công, đây sẽ là thuốc kháng virus SARS-CoV-2 trực tiếp đầu tiên trên thế giới. Giám đốc Cơ quan Sinh học và Y học Liên bang Nga, FMBA cho biết, kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng cho đến nay cho thấy loại thuốc này hiệu quả hơn 99%. FMBA sẵn sàng xin phép để thử nghiệm thêm và hy vọng sẽ được cấp phép trước năm mới. Bên cạnh đó, FMBA còn đang nghiên cứu một loại thuốc riêng biệt để điều trị các trường hợp mắc COVID-19 phức tạp. Loại thuốc này giúp ngăn chặn một phản ứng sinh lý ở cơ thể người, được gọi là bão cytokine. Đây là một phản ứng miễn dịch dẫn đến tổn thương mô cơ thể và được một số chuyên gia cho là nguyên nhân gây ra tử vong đối với người mắc COVID-19. Hồi tháng 5, Bộ Y tế Nga đã phê duyệt một loại thuốc chống virus SARS-CoV-2 có tên là Avifavir một phương pháp điều trị dựa trên favipiravir đã được sử dụng ở Nhật Bản từ năm 2014 để chống lại các chủng cùng nghiêm trọng. Thuốc đang được sản xuất trong nước. Người đứng đầu WHO cho rằng cần 4 tỷ đô la Mỹ để mua vaccine COVID-19 phân phối cho các nước thu nhập thấp và trung bình thông qua cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu Covax, một chương trình do WHO khởi xướng. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO Ghebreyesus đã kêu gọi các quốc gia đảm bảo rằng vaccine phòng ngừa bệnh COVID-19 được cung cấp cho tất cả những người có nguy cơ mắc bệnh trên toàn thế giới, chứ không chỉ riêng ở những nước giàu có. Lời kêu gọi trên được đưa ra dịp một năm sau khi các trường hợp mắc COVID-19 đầu tiên được phát hiện tại Trung Quốc. Người đứng đầu WHO cho rằng cần 4 tỷ đô la Mỹ để mua vaccine COVID-19, phân phối cho các nước thu nhập thấp và trung bình, thông qua cơ chế tiếp cận vaccine toàn cầu COVAX, một chương trình do WHO khởi xướng. Anh đã phê duyệt để sử dụng khẩn cấp vaccine COVID-19 thứ hai là vaccine do Đại học Oxford phối hợp với AstraZeneca phát triển. Loại vaccine này được nhóm phát triển kỳ vọng sẽ là vaccine cho toàn thế giới bởi nó rẻ, sẵn có và dễ sử dụng. Cụ thể, vaccine này có thể được bảo quản trong tủ lạnh chứ không cần hệ thống bảo quản siêu lạnh như những loại được phê duyệt trước với giá 2,5 đô la Mỹ một liều nhà sản xuất cho hay sẽ cho ra 3 tỷ liều từ nay đến cuối năm 2021. Những kết quả thử nghiệm ban đầu cho thấy vaccine của Oxford và AstraZeneca an toàn đạt hiệu quả khoảng 70% trong ngăn chặn mắc COVID-19. Nước Anh hiện đang rất kỳ vọng vào vaccine này để chống lại làn sóng dịch lớn đang lây lan nhanh do biến thể virus mới trong mùa đông này. Những nội dung chính sẽ có trong phần sau của chương trình. Ấn Độ bắt đầu xem xét giấy phép với vaccine của AstraZeneca. Hạ viện Anh nhất trí cao với thỏa thuận thương mại hậu Brexit. Ông Joe Biden ưu tiên xây dựng đội ngũ nhân sự đa dạng. Ngày 30 tháng 12, Văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, nước này đã ký hợp đồng mua 1,8 triệu liều vaccine Sinovac phòng ngừa COVID-19 của Trung Quốc sau nhiều cuộc đàm phán tích cực kéo dài vài tháng qua. Đây là kết quả sau nhiều cuộc đàm phán trong những tháng qua. Theo đó, giới chức Ukraine hy vọng nước này sẽ nhận được lô vaccine đầu tiên vào tháng 3 năm 2021, dự kiến một liều vaccine Sinovac có giá khoảng 18 đô la Mỹ. Sự kiện trên được tiến hành trong bối cảnh số ca mắc COVID-19 tại Ukraine liên tục gia tăng kể từ tháng 9 năm 2020. Đến nay, nước này đã ghi nhận tổng cộng hơn 1 triệu số ca mắc, trong đó có hơn 18.000 trường hợp đã tử vong. Dự kiến, chính phủ Ukraine sẽ thắt chặt các biện pháp hạn chế vào tháng 1 năm 2021 để ngăn chặn dịch bùng phát như đóng cửa các trường học, quán cà phê, nhà hàng, phòng tập thể dục và các trung tâm giải trí. Indonesia đã ký các thỏa thuận mua 100 triệu liều vaccine với công ty công nghệ sinh học Novavax của Mỹ và công ty dược phẩm đa quốc gia AstraZeneca của Anh Thụy Điển. Ngày 30 tháng 12, Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia Sadikin cho biết nước này đã ký các thỏa thuận mua 100 triệu liều vaccine với công ty công nghệ sinh học Nanovac của Mỹ và công ty dược phẩm đa quốc gia AstraZeneca của Anh Thụy Điển. Theo ông Sadikin, các thỏa thuận được thực hiện bởi công ty dược Indonesia Indofarma với Nanovac để mua 50 triệu liều vaccine và tập đoàn sản xuất vaccine BioPharma với AstraZeneca để mua thêm 50 triệu liều khác. Ông Sadikin hy vọng rằng, theo các thỏa thuận, vaccine sẽ đến Indonesia vào quý 2 năm 2021. Ngày 30 tháng 12, Ấn Độ đã bắt đầu quy trình xét duyệt giấy phép sử dụng khẩn cấp với vaccine của AstraZeneca. Ngay sau khi Anh cấp phép sử dụng cho vaccine này, một sản phẩm thuộc liên danh Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca một ủy ban độc lập gồm các chuyên gia trong lĩnh vực y tế và vaccine do cơ quan quản lý dược phẩm Ấn Độ lập ra, sẽ đánh giá đề xuất của Viện Huyết Thanh Ấn Độ liên quan tới loại vaccine có tên gọi là Covishield. Covishield là phiên bản sản xuất tại Ấn Độ của dòng vaccine do AstraZeneca và Đại học Oxford hợp tác phát triển. Sản phẩm này sẽ do Viện Huyết Thanh Ấn Độ có trụ sở tại thành phố Pune, bang Maharashtra sản xuất. Hãng dược AstraZeneca đã ký thỏa thuận với Viện Huyết Thanh hồi đầu năm nay. Theo đó, công ty dược Ấn Độ sẽ được phép sản xuất và phân phối một tỷ liều vaccine COVID-19 cho các nước có thu nhập thấp và trung bình. Phía Ấn Độ cũng cam kết sẽ cung cấp 400 triệu liều ngay trong cuối năm 2020. Ngày 30 tháng 12, nữ y tá Sarah Lim đã trở thành người đầu tiên tại Singapore được tiêm vaccine ngừa COVID-19 do Pfizer-BioNTech sản xuất. Nữ y tá 46 tuổi thuộc Trung tâm Quốc gia về bệnh truyền nhiễm tại Singapore là người đầu tiên trong số 30 nhân viên y tế của trung tâm được tiêm mũi vaccine thứ nhất. Như vậy, Singapore là một trong số những quốc gia châu Á đầu tiên triển khai chiến dịch chủng ngừa ngăn chặn đại dịch này. Singapore dự kiến sẽ đảm bảo đủ vaccine cho tất cả 5,7 triệu người dân nước này đến quý 3 năm 2021. Việc tiêm vaccine tại Singapore là tự nguyện, song chính phủ khuyến khích người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ. Chiều 30 tháng 12, Hạ viện Anh đã bỏ phiếu thông qua thỏa thuận thương mại hậu Brexit với Liên minh châu Âu EU tại một phiên họp khẩn cấp trong kỳ nghỉ Giáng sinh và ngay trước thềm năm mới 2021. Với 521 phiếu thuận và 73 phiếu chống, Hạ viện Anh đã nhất trí thông qua hiệp định thương mại vớ tác với EU. Thỏa thuận được thông qua chỉ trước một ngày khi thời hạn chuyển tiếp giữa London và Brussels kết thúc đưa nước Anh chính thức rời khỏi khối thị trường chung và Liên minh Thuế quan EU từ ngày 1 tháng 1 năm 2021. Với thỏa thuận này, Anh sẽ tiếp tục xuất khẩu hàng hóa sang EU mà không bị áp thuế và hạn ngạch. Thủ tướng Boris Johnson nêu rõ, thỏa thuận Brexit giúp Anh thoát khỏi những ràng buộc về cạnh tranh của EU và luật viện trợ của nhà nước, có nghĩa là London có thể lựa chọn đầu tư và thúc đẩy các ngành nghề ở mọi nơi. Thỏa thuận cũng cho phép Anh kiểm soát vùng biển đánh cá, chính sách nhập cư và xây dựng luật pháp, đồng thời tạo lập sự chắc chắn cho các hãng hàng không và hãng vận tải chịu ảnh hưởng từ đại dịch COVID-19. Nhóm chuyển giao của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden ngày 30 tháng 12 đã công bố một đợt tuyển chọn nhân sự nhà trang mới để phục vụ trong chính quyền sắp tới, trong đó lưu ý đến nhiều nhân vật đã được chọn cho đến thời điểm hiện tại. Trong một tuyên bố, nhóm chuyển giao của ông Joe Biden cho biết chính quyền sắp tới sẽ ưu tiên sự đa dạng về hệ tư tưởng và nền tảng để giải quyết những thách thức phức tạp nhất của nước Mỹ. Tuyên bố cho biết trong số 100 người được bổ nhiệm vào Nhà Trắng đầu tiên có tới 61% là phụ nữ, 54% là người da màu và gần 20% là người Mỹ thế hệ thứ nhất. Về phần mình, ông Biden cũng cho biết ngay từ đầu, ông và Phó Tổng thống đắc cử Harris đã tìm cách xây dựng một đội ngũ đa dạng nhằm đem đến kết quả tốt hơn và các giải pháp hiệu quả hơn để giải quyết các cuộc khủng hoảng cấp bách mà nước Mỹ đang phải đối mặt. Kể từ khi chính phủ Trung Quốc siết chặt kiểm soát công việc kinh doanh của các doanh nghiệp nước này, khối tài sản của tỷ phú Jack Ma, chủ tịch tập đoàn Alibaba đã mất gần 11 tỷ đô la Mỹ chỉ trong 2 tháng. Theo đó, Giá trị tài sản ròng của tỷ phú Jack Ma đã giảm từ mức 61,7 tỷ đô la Mỹ hồi đầu năm nay xuống còn 50,9 tỷ đô la Mỹ. Sự sụt giảm này đã khiến ông rơi xuống vị trí thứ 25 trong bảng danh sách 500 người giàu nhất thế giới và hiện ông là người giàu thứ tư tại Trung Quốc. Những rắc rối của ông trùng công nghệ xuất hiện kể từ khi ông chuẩn bị đưa tập đoàn Ant Group do ông đồng sáng lập và là đơn vị phụ trách vận hành dịch vụ thanh toán điện tử Alipay lên sàn chứng khoán, động thái IPO phát hành lần đầu ra công chúng đã bị các nhà chức trách Trung Quốc đình chỉ 2 ngày trước thời điểm lên sàn dự kiến vào đầu tháng 11. Sự kiện này khiến giá cổ phiếu của Alibaba lao dốc. Tập đoàn Alibaba do Jack Ma thành lập, sở hữu khoảng 33% cổ phần trong An Group. Thưa quý vị, đến đây chương trình Kinh tế toàn cầu xin được khép lại. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.